Xin chào quý vị và các bạn. Như vậy là sau 6 ngày rét hại liên tiếp thì bắt đầu từ hôm nay các tỉnh miền Bắc sẽ bước vào xu hướng tăng nhiệt, trời ấm dần lên, chấm dứt đợt rét hại trên diện rộng kéo dài trong cả tuần vừa qua. Trong hôm nay khối khí lạnh suy yếu dần nên hầu khắp miền Bắc trời tạnh ráo hơn, mức nhiệt tăng thêm từ 1 đến 2 độ lên ngưỡng 14 đến 15 độ. Rét hại chấm dứt và chuyển sang rét đậm. Sang đến ngày 30 tháng 1, nắng sẽ xuất hiện trở lại và nhiệt độ tăng lên, trời ấm áp dần. Với các tỉnh miền Trung cùng với sự suy yếu của khối không khí lạnh, hôm nay trời giảm mưa. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, từ trưa chiều trời sẽ hửng nắng nhẹ. Mức nhiệt ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ tăng lên 15 đến 17 độ. Từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế là khoảng 18 đến 22 độ, trời ấm áp lên. Với khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi, từ trưa chiều nay trời cũng có nắng, nhiệt độ cao nhất ngày là từ 25 đến 28 độ. Các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận không mưa, trời nắng sớm, nền nhiệt ngày cao từ 28 đến 31 độ. Đối với các tỉnh phía Nam, ngày thứ hai đầu tuần, cả Tây Nguyên và Nam Bộ trời đều có nắng từ sớm, nền nhiệt cao nhất trưa chiều nay ở Tây Nguyên sẽ tăng lên ngưỡng 28 đến 30 độ. Ở Nam Bộ có 4 tỉnh thuộc miền Đông là Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai và Bình Dương sẽ xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao 34 đến 35 độ. Còn ở miền Tây, nhiệt độ là từ 33 đến 34 độ. Trên biển, hôm nay ở vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét biển động. Từ đêm nay gió giảm dần. Với khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét biển động. Từ đêm nay, gió cũng có xu hướng giảm dần. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Thank you.